Chú rể kê ghế trong lễ cưới vì thấp hơn cô dâu. Mới đây, mạng xã hội có chia sẻ clip chú rể có chiều cao khiêm tốn đã phải nhờ đến một chiếc ghế để ăn gian chiều cao. Trong ngày cưới, việc chụp hình đẹp đôi vô cùng quan trọng, nếu chú rể thấp hơn cô dâu sẽ bị phá đội hình. Vì thế, chú rể này đã nhanh chóng đứng lên trên một chiếc ghế. Ngay lập tức, cả hai lên hình chỉnh chu ngay, mọi người nếu không để ý sẽ không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào. Một số bình luận của cư dân mạng cao thấp không quan trọng chỉ thương nhau là được cần gì có nhiều để nhiều đi chẳng lẽ suốt đời đi đâu cũng phải mang theo cái ghế sao những người thấp thường rất ấm áp và quan tâm đến người khác đây không phải là chú rể đầu tiên phải ăn gian chiều cao như vậy trước đó cũng có nhiều chú rể loay hoay tìm ghế phù hợp để nâng cấp sự lịch lãm và phong độ của mình khi đứng cạnh cô dâu may mắn là có được sự giúp sức của hội anh em nên cũng đỡ ngại bên cạnh đó cũng có nhiều đám cưới cô dâu nấm lùn phải đứng trên ghế để có sự tương xứng chiều cao với chú rể nhìn những hình ảnh đó ai cũng phải bật cười vì quá đáng yêu như đám cưới này đây anh thợ chụp hình đã phải lấy viên gạch kê cho cô dâu an gian chiều cao